Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 8 của năm 2016 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Nếu quý vị ở bên thành phố Houston đó là Việt Face, còn nếu quý vị ở bên khu vực Dallas đó là đài truyền hình Việt TV. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên là vài cái tin tức mới nhất của Sở Di trú, rồi phần 2 của chương trình thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2016. Tháng 5 vừa qua thì Sở Di trú đã thông báo rồi, thông báo trên cái Federal Register là cái sách báo của chính phủ thông báo bất cứ cái gì thay đổi là cho biết rằng người ta đã có ý định tăng cường cái lệ phí cho dịch vụ của Sở Di trú. Nói tóm tắt lại, đây là cái vấn đề lên tiền cho tất cả những cái hồ sơ mà quý vị nộp cho Sở Di trú để giải quyết cái hồ sơ với cơ quan Sở Di trú và nhập tịch. Trung bình thì đây là cái sự tăng cường của cái giá cả cho cái dịch vụ Sở Di trú, nó lên gần tới 20 mấy% lận. Người ta thông báo tháng 5 thì cái thời gian để góp ý kiến đã trôi qua rồi là tháng 7 vừa qua. Và trong cái thời gian khoảng cuối mùa hè cho tới đầu mùa thu thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy là cái lệ phí cho tất cả những cái hồ sơ để nộp vào cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch sẽ được tăng cường. Đây mình nhắc nhở là Sở Di trú và Nhập tịch thôi, còn những cái lệ phí cho Bộ Ngoại giao giống như Trung tâm Visa vẫn là như vậy, chứ không có thay đổi, nó chỉ ảnh hưởng với cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch thôi. Cái thứ hai là ngày 29 tây tháng 7 vừa qua, Sở Di trú cũng thông báo luôn là bắt đầu 30 ngày sau, nghĩa là 29 tây tháng 8 này, chương trình Provisional Waiver được mở rộng cho tất cả những cái hồ sơ không nhất thiết là trực hệ. Thì nếu quý vị theo dõi cái chương trình này thì tôi có nói về cái chương trình Provisional Waiver, và nếu mà quý vị và thân nhân quý vị rơi vào cái hoàn cảnh này, để cho Tuấn nhắc nhở bạn là nên có luật sư để giúp cho. Provisional Waiver là cái chương trình gì? Đây là cái chương trình xin ân xá trước khi đi về Việt Nam phỏng vấn. Nào, có những cái trường hợp bất đắc dĩ mà người ta không có thể xin thẻ xanh được ở đây, mà người ta bắt buộc phải trở về Việt Nam để phỏng vấn. Khi trở về Việt Nam phỏng vấn, nếu người ta rơi vào cái vấn đề ở đây bất hợp pháp thì có thể bị phạt 3 năm hoặc là 10 năm. Thì cái chương trình mở rộng cho cái Provisional Waiver cho người ta cái cơ hội xin ân xá trước khi người ta về Việt Nam. Đây, nếu mà được tha thứ cái vấn đề cấm 3 năm hoặc là 10 năm, thì người ta nếu mà không có gì trở ngại, người ta có thể qua lại nước Mỹ liền, chứ không phải nhất thiết phải ở Việt Nam 3 năm hoặc là 10 năm. Trường hợp nào mà bất đắc dĩ phải đi về Việt Nam phỏng vấn, thì đây Tuấn cho vài cái thí dụ mà Tuấn thấy thôi trong cộng đồng của chúng ta. Dĩ nhiên trong cộng đồng Latino nó rất là nhiều. Cộng đồng của chúng ta thường thường đi qua đây có cái thị thực, và có cái sự kiểm tra. Nhưng mà một số người qua đây không có cái sự kiểm tra. Tuấn cho một cái thí dụ, giả sử người ta đi làm việc trên chiếc tàu bè, rồi chiếc tàu bè nhập bến của Port of Houston, rồi người ta xuống tàu, người ta không có cái sự kiểm tra, người ta đây luôn. Đó là một cái thí dụ. Cái trường hợp thứ hai, giả sử giống như người ta qua đây theo diện fiancé, nhưng mà người ta không có kết hôn với cái người bảo lãnh cho người ta qua, người ta kết hôn với người khác, thì cái cấm của cái điều luật thẻ xanh cho fiancé bắt buộc người ta phải làm thẻ xanh qua cái người đưa người ta qua, còn nếu mà qua người khác thì phải phỏng vấn Việt Nam. Đó là hai cái thí dụ mà quý vị thấy. Còn thêm cái tình trạng rất là bình thường là như thế này, khi người ta không phải làm thủ tục thẻ xanh hoặc là thủ tục bảo lãnh qua tình trạng trực hệ mà người ta đã ở đây bất hợp pháp. Tuấn cho một cái thí dụ, người ta qua đây du lịch mà ngược lại người ta có cái hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ của người ta và người ta đã lập gia đình, thì cái trường hợp đó nếu mà cái đạo luật 245i không có áp dụng thì bắt buộc người ta phải xin thẻ xanh ở Việt Nam. Căn cứ vào cái thời gian người ta ở đây bất hợp pháp bao lâu thì người ta phải có nên xin cái ân xá trước khi về hay không. Thì cái trường hợp cuối cùng là cái mở rộng của cái chương trình Provisional Waiver cho những tất cả các trường hợp không nhất thiết là trực hệ nữa. Khi nói về cái vấn đề ân xá, khi nói về những cái chương trình như vậy, thì nếu mà quý vị rơi vào cái hoàn cảnh là cái khuyến khích mạnh nhất của Tuấn cho quý vị rằng là phải có luật sư, tại mấy cái này nó rất là phức tạp.
Phần 2 chương trình thì Tuấn sẽ có cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2016. Và bây giờ cho Tuấn xin mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. À, cho Tuấn đưa ra một cái disclaimer là thưa quý vị, đây là một cái chương trình để cập nhật, để cung cấp tất cả những cái tin tức liên quan tới cái mặt luật di trú và nhập tịch. Và đa số những cái đó nó lại liên quan tới cái rộng của người Việt của chúng ta. Nhớ rằng là đây không phải là một cái chương trình thay thế được cái sự cố vấn của quý vị và hướng dẫn trực tiếp quý vị với luật sư quý vị. Lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị nên trực tiếp với luật sư quý vị hơn. Và nếu quý vị gọi vào cho chương trình, làm ơn cho Tuấn biết tên gọi của quý vị và gọi từ thành phố nào. Nhớ rằng mình đang trực tiếp qua đường dây điện thoại, cho nên vặn nhỏ cái tivi để tránh cái bị hú rồi nói chuyện bình thường qua điện thoại. À, nếu mà Tuấn không còn câu hỏi gì cho quý vị thì quý vị có thể cúp điện thoại và bật lớn cái tivi lên. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là cô Ngọc ở Houston. Xin mời cô Ngọc lên tiếng đi ạ. Alo. Dạ vâng, mời cô lên tiếng đi ạ. Xin chào luật sư ạ. Dạ vâng. Tôi xem cái video, tôi xem cái video số 168 ngày 6 tháng 4 năm 2015 ạ. Dạ vâng. Về cấm người, về cái luật cấm người đảng viên cộng sản định cư tại Mỹ. Dạ vâng. Thì tôi muốn hỏi luật sư là nếu muốn định cư thì phải điền cái đơn này thì phải điền vào lúc nào mà gửi cho sở di trú, thì với cái nội dung là nhân đạo, xin đoàn tụ gia đình và không gây nguy hiểm an ninh quốc phòng cho Hoa Kỳ, thì đơn này thì gửi ngay lúc ban đầu hay là chờ sở di trú yêu cầu rồi ví nạ? Dạ vâng. Cái thứ hai là cho biết cái mẫu đơn ở đâu và mẫu đơn số bao nhiêu. Dạ vâng. Lý do thứ hai là người mà không phải làm đơn xin ân xá, tức là do đã rời đảng 5 năm, vô đảng do ép không tự nguyện, và vô đảng chỉ do công ăn việc làm, không có vai trò gì lớn. Dạ vâng. Thì trong ba cái yếu tố này thì chỉ cần một hay là cần cả ba, và ba nội dung này thì điền đơn mẫu nào và gửi ngay khi xin định cư hay là bổ sung sau có được không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn cô Ngọc và cảm ơn cô đã chuẩn bị cái câu hỏi của cô rất là chính xác ạ. Thưa cô, Tuấn không nhớ exactly cái chương trình số mấy, nhưng mà có một hoặc là hai chương trình mình chuyên nói về cái vấn đề sự cấm trên mặt luật di trú liên quan về cái vấn đề đảng viên bên Đảng Cộng sản. Thưa cô, để trả lời cho cô, thì đầu tiên là Tuấn hy vọng là cô làm việc với một luật sư để giúp cho cô, tại vì đây là một cái vấn đề mà nó liên quan tới cái mặt luật, nó liên quan tới mặt luật mà nó rất là tế nhị. Cho nên Tuấn hy vọng là có người luật sư giúp cho cô và hướng dẫn cho cô. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó là cho Tuấn nói như thế này để cho cô hiểu rằng là cái luật, đây là cái luật nha, cho dù cái luật có từ lâu rồi cho cái thời điểm hồi xưa, nhưng mà cái luật cấm bất cứ người nào là đảng viên trong Đảng Cộng sản không được nhập cư vào nước Hoa Kỳ. Đó. Nhưng mà nó có những cái ngoại lệ giống như cô cho biết, thì chỉ cần một trong ba cái ngoại lệ thôi, giả sử người ta rời khỏi đảng trên 5 năm trước khi người ta xin nhập cư, hoặc là cái sự tham dự của người ta không phải là vai trò lớn, đó, hoặc là cái sự tham dự của người ta bị ép buộc hay như thế nào đó, thì coi lại cái chương trình đó, thì chỉ cần một trong ba thôi. Đó. Now, khi cô nói tới cái đơn, thì cho Tuấn nói là như này, nếu mà không rơi vào cái ngoại lệ đó, mà cái lãnh sự quán nha, cái lãnh sự quán quyết định rằng người này không được vào nước Hoa Kỳ tại cái sự cấm đó, thì lúc đó cái lãnh sự quán, hoặc là nếu mà đây sở di trú với đề nghị xin ân xá mẫu đơn Y601, cho nên không có được xin cái ân xá đó trước nếu mà chưa có cái sự cứu xét của lãnh sự quán hoặc là sở di trú nói rằng người này bị cấm vào nước Hoa Kỳ mà đề nghị cho xin ân xá. Cho nên làm ơn đừng có lơi khơi nộp đơn để xin ân xá. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, khi mình nói về cái thủ tục xin ân xá, chỉ có cái trường hợp provisional waiver
mà đầu chương trình tôi nói là có quyền nộp trước thôi. Tất cả cái ơn xá nếu mà phỏng vấn ở Việt Nam phải chờ cái lãnh sự quán phỏng vấn và đưa ra cái quyết định là người này bị cấm vì lý do đó. Lúc đó cái lãnh sự quán mới đề nghị xin ơn xá. Same thing với cái trường hợp câu hỏi của cô. Khi nào phỏng vấn mà cái lãnh sự quán quyết định rằng người này bị cấm, lúc đó cái lãnh sự quán phải đưa cái tờ giấy và cái sự hướng dẫn trong cái tờ giấy đó để xin ơn xá. Bây giờ nói sơ qua cái tình trạng này ở Việt Nam. Khi người ta trong cái hoàn cảnh này ở bên Việt Nam, đa số là vì cái vấn đề công ăn việc làm của người ta thôi. Thì sau khi phỏng vấn, cái lãnh sự quán yêu cầu thêm một số chi tiết. Một số chi tiết này để cho biết rằng người ta tham dự như thế nào, vai trò của người ta như thế nào. Sau đó cái lãnh sự quán phải hỏi cái sự ý kiến của cái văn phòng thị thực tại Washington DC. Visa office ở Washington DC chia thành hai chi nhánh. Một chi nhánh để giúp về cái vấn đề mặt luật pháp cho lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán. Và một chi nhánh để giúp cho cái ý kiến về cái vấn đề gọi là security hoặc là an ninh của nước Hoa Kỳ. Không nhất thiết là về vấn đề đảng viên bên Đảng Cộng sản. Có thể là liên quan về những cái tổ chức mà giúp đỡ, mà cái giúp đỡ hội đó lại liên quan về vấn đề khủng bố ở bên Trung Đông. Thì cái lãnh sự quán ở Trung Đông cũng phải hỏi cái ý kiến ở Visa Office về cái chi nhánh về security. Cho nên khi mà quý vị rơi vào cái vấn đề mà cái lãnh sự quán yêu cầu bổ túc cái chi tiết rồi sau đó phải về chờ, quý vị nhớ rằng là cái lãnh sự quán đang làm việc với cái văn phòng thị thực Visa Office ở bên Washington DC để chờ Washington DC offer đưa ra cái ý kiến rồi sau đó với cấp visa hoặc là bổ sung khám sức khỏe lý lịch tư pháp rồi với cấp visa cho người ta. Ơn xá là khi nào Washington DC nói bắt buộc phải xin ơn xá thì lúc đó lãnh sự quán mới yêu cầu xin ơn xá. Cho nên đừng có lơi khơi mà nộp cái hồ sơ xin ơn xá trước khi phỏng vấn. Cảm ơn cô rất là nhiều và tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn. Xin mời đường dây kế tiếp, đó là cô Mai ở Garland, Texas. Xin mời cô Mai lên tiếng đi ạ. Mời cô Mai lên tiếng đi ạ, cô Mai. Dạ, chào luật sư. Chào cô ạ. Dạ, chào luật sư. Luật sư có thể giúp dùng diện bảo lãnh anh chị em á. Mà bây giờ có cái giấy trung tâm visa quốc gia kêu đóng 120 đồng á. Dạ vâng. Thì bây giờ nó nếu mà tiến trình nó đóng xong thì nó khoảng bao lâu và luật sư có khả năng anh giúp chị dùng á? Thưa cô, cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ là ngày nào, tháng nào, năm nào cô ạ? Tháng 2004, tháng 3 2004. Ok. Trong đây có đứa cháu nào sắp sửa 21 hoặc là trên 21 hay không? Dạ không. Ok. Cô Mai, còn câu hỏi gì khác cho Tuấn hay không để cho Tuấn trả lời cho cô? Dạ không, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào cho chương trình. Thưa cô, bây giờ cô đang chuẩn bị hồ sơ với trung tâm visa thuộc về Bộ Ngoại giao ở tiểu bang New Hampshire để cho thân nhân cô được chuẩn bị phỏng vấn. Chưa có quyền phỏng vấn nha. Hồ sơ này chỉ có quyền phỏng vấn những cái hồ sơ trước tháng 10 của năm 2003 thôi. Hồ sơ của cô là hình như là tháng 3 của năm 2004 thì chưa có quyền được phỏng vấn nha. Chưa có quyền được phỏng vấn. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô, thời điểm nào phỏng vấn hoặc là cái thủ tục như thế nào, thì bây giờ Tuấn chỉ nói sơ qua thôi. Thủ tục sau khi đóng tiền thì phải làm bảo trợ tài chính, đóng tiền visa, làm đơn xin visa cho mỗi người là cái DS-260. Đồng thời ở bên Việt Nam phải nộp lý lịch tư pháp số 2 nếu người ta trên 16 tuổi, hộ chiếu, copy hộ chiếu và khai sinh những bảng sau. Đầy đủ hết rồi
thì cái trung tâm visa nếu mà không yêu cầu bổ túc thì người ta phải clear cái hồ sơ để xếp hàng phỏng vấn với lãnh sự quán ở Sài Gòn. Hiện tại hồ sơ này chưa có quyền phỏng vấn tại cái ngày thứ tự nó chưa có đáo hạn, nghĩa là nó chưa có tới. Nó đang tới cho những hồ sơ trước tháng 10 của năm 2003. Nếu mà Tuấn phải đoán cho hồ sơ của cô ít nhất là 8 tháng cho tới 10 tháng trở lên. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Và bây giờ tiếp tục khu vực Dallas Forward Arlington. Cho Tuấn xin mời cô Hai ở Arlington. Xin mời cô Hai lên tiếng đi ạ. Dạ, em chào sư tướng. Dạ vâng, chào. Ở Arlington. Mời cô ạ. Dạ, tôi có cậu em ở bên Việt Nam đó, có dạ, vâng. Không có hôn thú. Ở với nhau được ba người con. Lấy cây xanh của ba người con đó là lấy cây xanh họ mẹ. Rồi đến khi mà cậu ấy phỏng vấn đậu rồi đó, trước khi đi Mỹ thì cậu ấy lại đổi từ họ mẹ qua họ của cậu đó, từ họ mẹ qua họ cha. Rồi cậu đó sang Mỹ xong rồi có 7 tháng sau trở về Việt Nam làm giấy kết hôn với người vợ. Như vậy cậu ấy có thể mà bảo lãnh ba đứa con với lại vợ được không? Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi ai bảo lãnh cho anh ta? Dạ, người chị bảo lãnh. Người chị. Diện chị em. Cho nên diện chị em. Ok. Dạ. Diện chị em. Ok. Cho tôi hỏi tại sao không làm giấy hôn thú cho mấy mẹ con đi cùng lúc vậy? Dạ, tại vì hồi mà làm giấy tờ thì để mà độc thân á. Ok cô. Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, nếu mà cô không còn câu hỏi thì cô cúp điện thoại đi. Nhiều khi Tuấn thấy cái hoàn cảnh này hoặc là Tuấn nghe cái thắc mắc này thì Tuấn nghĩ rằng rõ ràng là người ta không có hiểu biết, và thêm nữa là cái sự lo sợ người ta không có làm gì thêm để hiểu biết. Đầu tiên, hồ sơ anh chị em, đó là F4, không có phân biệt độc thân hay lập gia đình. Cho nên hồ sơ anh chị em nó khác với hồ sơ cha mẹ bảo lãnh cho con. Cho nên khi mà có hồ sơ bảo lãnh anh chị em độc thân, nghĩa là không có hôn thú thì đi một mình, có con thì con được đi chung, có vợ thì vợ được đi chung. Cho nên khi mình nói về cái hồ sơ anh chị em, nó không có khác biệt gì giữa độc thân hay lập gia đình. Nếu mà lập gia đình có con thì được đi hết, nếu mà dưới 21 tuổi độc thân. Cho nên khi mà Tuấn thấy như này, rất tiếc là trước khi định cư, đây là mình nói chỉ duy nhất hồ sơ anh chị em thôi, là trước khi nhập cư người ta không có kết hôn hoặc là tìm hiểu để kết hôn để bổ sung cho vợ và con được đi ăn theo. Bây giờ qua rồi thì người ta kết hôn với người vợ bên Việt Nam thì người ta có quyền bảo lãnh cho bốn mẹ con đi hết. Cái chuyện mà người ta nhìn nhận con để đổi cái khai sinh có tên cha, cái đó chuyện bình thường thôi. Đây là hồ sơ anh chị em, rất tiếc là người ta không có làm gì để cho nguyên cả cái gia đình người ta đi phỏng vấn cùng một lúc và qua đây cùng một lúc. Cho nên trong cái tình trạng này nó hoàn toàn nó khác đi với cái tình trạng cha mẹ bảo lãnh cho con nha. Chỉ có cha mẹ bảo lãnh cho con thì nó phân biệt độc thân hay lập gia đình thôi. Cho nên chuyện đó là bình thường cô. Nếu mà có hôn thú bảo lãnh cho vợ con dưới 21 tuổi thì khoảng 2 năm thôi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn, xin mời chú Tuấn. Xin mời chú Tuấn ở Arlington lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời ông Tuấn lên tiếng đi ạ. Xin chào luật sư ạ. Dạ vâng. Cho tôi xin hỏi con với em ở Cali đi học giấy tờ để là khi quốc tịch, giờ nó muốn mua bên Valentine, rồi nó giấy tờ nó như là nó có chặt chẽ gì không luật sư? Dạ vâng. Thưa chú Tuấn, ngoài cái câu hỏi này chú còn câu hỏi gì khác cho Tuấn nữa không? Không luật sư. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, cái vấn đề xin nhập vào quốc tịch nha. Xin nhập vào quốc tịch nghĩa là cái mẫu đơn N400 căn cứ vào 3 năm ở đây, nếu mà diện vợ chồng hoặc 5 năm là bình thường.
thì người ta phải nộp đơn lăn tay và chụp hình, rồi sau đi phỏng vấn và sau đó đi tuyên thệ. Và cái cơ quan mà chịu trách nhiệm cho người ta tuyên thệ là tòa liên bang. Tòa liên bang mà để cho người ta cái cơ hội được tuyên thệ thì người ta phải cư ngụ trong cái thành phố đó 90 ngày trước khi nộp hồ sơ. Cho nên khi dọn qua như này thì cái hồ sơ quốc tịch phải vẫn tiếp tục phải giải quyết ở bên California, chứ không có thể chuyển qua bên Texas như vậy được. Cho nên khi phỏng vấn nhiều khi phải trở về bên California phỏng vấn và coi chừng phải tuyên thệ bên đó luôn. Tại cái tòa đây chưa có phải ở đây 90 ngày trước khi nộp hồ sơ, cho nên tòa đây không có quyền cho người ta tuyên thệ ở đây nếu mà được giải quyết hồ sơ ở đây. Cảm ơn ông Tuấn rất là nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và chiều tối ngày hôm nay là ngày 8 tháng 8 của năm 2016. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.